À cái bạn Uyên Nguyễn à, xin lỗi em hồi nãy em hỏi cách hát và có người á, trời nãy giờ tôi trời nãy giờ dạy đàn mệt mỏi ghê luôn á, xong hỏi lại ủa hỏi cách hát hả, xin lỗi nha tại đọc chữ nhiều bạn chát quá không có nhớ, xin lỗi rất là nhiều. Hát sao hả, thì em hát thôi mà, ý là mình mở miệng rồi mình hát á, có cái lời xong rồi mình nhìn cái lời đó thì là mình hát lên là nó thành hát thôi, chứ bây giờ hỏi hát sao đó sao giờ, có nghĩa là em phải biết chính xác là em hát khó chỗ nào, ví dụ nha, trời khổ ghê á, bé hỏi hát như thế nào đè vô tao chỉ với đàn sao, giống như là hả người nói với người cái gì vậy? Im lặng. Rồi nha, từ từ nha. Giờ hát như thế nào đúng không? Thì em phải biết là em khó chỗ nào thì mới chỉ được. Ví dụ như là làm sao hay như mèo. Mày hát bình thường, trời ơi khổ ghê vậy đó. Ngại chết. Nè. Ví dụ chỗ khó chứ, từ từ nghĩ là cái chỗ mà mọi người hát cũng được khúc à. Xin lỗi nha. Giọng gió là một giọng rất là đẹp,